quý vị và các bạn thân mến, cùng với những câu đối đỏ, những sản phẩm dùng để trang trí trong nhà dịp Tết đến xuân về, thì sắc Tết cũng đã góp thêm sự phong phú cho những ngày xuân. Những câu chuyện cổ tích về Tết, những câu thơ Tết, những phong tục đặc trưng ngày Tết có trong bộ sách Tết Giáp Thìn 2024 được bày bán tại các nhà sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Qua đó thì giúp độc giả có thể thưởng xuân khắp mọi miền đất nước, mà nhất là các em thiếu nhi có cơ hội tìm hiểu, biết thêm về những phong tục ngày Tết cổ truyền. Ngoài những sản phẩm trang trí Tết, bao lì xì, thì không gian sách Tết Giáp Thìn 2024 tại nhà sách Phương Nam, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ luôn được các em thiếu nhi cũng như các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Với trên 20 đầu sách cùng nhiều nội dung phong phú liên quan đến phong tục, văn hóa, ẩm thực trong ngày Tết. Giao thừa, bạn nghiêng đón thời khắc, trời đất, những giao năm, những sang năm mới. Sự tích về ông Công, ông Táo, ý nghĩa của đêm giao thừa, gói bánh chưng dần dần sẽ giúp trẻ hiểu biết thêm về những phong tục tập quán trong những ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Bên cạnh đó, những hình ảnh minh họa được thể hiện sinh động qua từng câu chuyện với màu sắc rực rỡ, mang đến trọn vẹn một mùa xuân yêu thương. Con đọc được chuyện về Tết của ông Táo, đồ ông Táo bằng cái chép. Ngày Tết, những chiếc hoa mặt là rất đẹp. Trong quyển sách này nó có những cái phong tục ở Tết như là cắm hoa, ở ông Táo, bắt cái chép, viết thư pháp, có những cái hình đặc trưng của Tết. Nên là con về nhà con sẽ đọc hết quyển sách này để biết thêm về những phong tục của ngày Tết. Những bậc phụ huynh nào cũng vậy, cận Tết là rất là lu bu. Rồi nhiều khi con á, nó lại háo hức, nó muốn tìm tòi cái dịp Tết. Rồi nó hỏi thì mình vô tình mình không có thời gian để mà mình truyền đại cho bé. Nhưng mà em thấy nó lại có ý nghĩa, cho nên em cho bé nó xem để mà nó vừa giải trí rồi mình lại có thời gian mà mình lo cho nhà cửa. Hôm nay thì bé đòi đi nhà sách, đòi mua những quyển sách Tết nè, để cho bé hiểu được cái tập quán của ngày Tết của mình, của ông bà xưa mình hồi đó tới giờ đó, giúp các bé hiểu những cái phong tục hồi xưa. Thông qua những quyển sách Tết giúp độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ có dịp tìm hiểu, biết rõ hơn về những nghi lễ ngày Tết Nguyên Đán ở nước ta, để từ đó những phong tục mang bản sắc Việt Nam luôn được bảo tồn và phát huy, đồng thời góp phần trong việc lan tỏa văn hóa Việt và văn hóa đọc trong cộng đồng.